Trang Nemo ngày trở về như celeb hạng A. Từ một hiện tượng mạng xã hội, chỉ vì những cú đụng tay chân sương sương, Trang Nemo đã phải trả giá đắt. Vài tháng mất tự do, vào đúng ngày 2 tháng 9, cô ấy trở về, nhưng visual lạ lắm. Ra tò mà làm như vừa mới đăng quang hoa hậu không bằng. Như sao hạng A đi sự kiện, ai dè đi tò về mà như đi event nhỉ. Ai chẳng có lần sai nên thông cảm, chúc mừng chị. Chúc mừng chị tái hòa nhập cộng đồng, mong chị sẽ bình tĩnh, kiềm chế và không tái phạm. Rồi rồi, chưa gì mà đã trăng trừng, mà đã gây tranh cãi rồi Trang Nemo ơi. Nếu quan tâm mạng xã hội và những nhân vật có tiếng trên không gian này, ắt hẳn bạn sẽ biết tới Trang Nemo, bà chủ một shop thời trang có tiếng ở quận 1. Song sự vụ khiến người phụ nữ này nổi hơn cả chữ nổi lại là một lần va chạm với hot girl Trần My. Thế rồi chỉ vì sự háo thắng, cái động tay động chân sương sương mà Trang Nemo đã phải trả giá đắt là khi cô ấy mất tự do nhiều tháng trời. Thế rồi vào ngày lễ 2 tháng 9 vừa qua, cõi mạng bất ngờ lan truyền chóng mặt video của Trang Nemo với trang phục và phong thái chuẩn ngôi sao hạng A. À thì ra cô ấy được tự do rồi, nhưng cái cách cô ấy xuất hiện cùng hàng trăm người đón chào sao lạ quá. Chúc mừng Trang nha, chúc mừng chị, chúc mừng chị nhé. Tưởng đang đón idol hàng ở sân bay Tân Sơn Nhất không đó. Đi tò mà tư tưởng đi xuất khẩu lao động nước ngoài hay du học sinh lâu năm không đó, như mấy đứa tóp tóp hay quay vào dịp lễ Tết bay về để tạo bất ngờ cho gia đình không đó. Đi tò về mà oai phong dữ he, gia đình chắc tự hào lắm he, hỏi đi đâu về vậy cái kêu mới ra tò nè. Nói lại quách xà lách, về livestream bán hàng lại đông khách, thêm quả nhật ký trong tò nữa thì bảo đơn. Ra tò tưởng sao bên Hàn Quốc về, đi tò về mà cứ như đi sự kiện vậy, như MV ca nhạc vậy, đi tò về mà như đi event nhỉ. Đã có những lời chúc mừng và cả những lời cà khịa, mỉa mai, thậm chí là bất lực trước thời trang và cái cách mà Trang Nemo hòa nhập cộng đồng, còn mấy ní thấy sao? Về phía chính chủ, sau khi trở về, cô ấy đã gửi lời cảm ơn tới tất thảy mọi người như sau. Vô vàn lời chúc của mọi người dành cho em. Em vui lắm ạ, không rep hết mọi người đừng giận em nha. Cho em vài ba bữa thích nghi cập nhật tình hình cái ạ. Trên fanpage bán hàng, Trang Nemo cũng không quên gửi lời cảm ơn tới các nhân viên đã vì mình cố gắng trong suốt thời gian khó khăn vừa qua. Cảm ơn mọi người đã cùng chế đi qua giai đoạn khó khăn nhất, hứa sẽ bù cho mọi người xứng đáng nha. Trở lại với ồn ào của Trang Nemo, 2 năm trước, cô từng phát hiện hình ảnh và sản phẩm của mình trên kênh bán hàng của hot girl Trần My. Tuy nhiên, sản phẩm mà Trần My bán ra lại không giống với hình ảnh đó và có giá chênh lệch so với Trang Nemo. Thế rồi vào ngày 15 tháng 1 năm 2022, Trang Nemo đã livestream để so sánh hai hộp sản phẩm của hai bên và cho rằng Trần My đã tư vấn cho khách hàng thiếu kiến thức. Để làm rõ mọi vấn đề, cả hai đã hẹn trò chuyện ba mặt một lời vào ngày 16 tháng 1 năm 2022 tại cửa hàng kinh doanh thời trang của Trang Nemo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Muốn gặp mặt được cả hai livestream trực tiếp trên trang cá nhân của mỗi người. Tại đây, Trần My đã thẳng thắn thừa nhận và gửi lời xin lỗi đến Trang Nemo. Trang Nemo sau đó cũng bộc bạch rằng mong Trần My thừa nhận lỗi sai và đưa ra lời khuyên cho Trần My trong việc tư vấn sản phẩm cho khách hàng. Cả hai sau khi trao đổi với nhau rõ ràng thì cũng đã vui vẻ trò chuyện. Lúc này thì người phụ nữ tên Khanh đã xuất hiện xưng rằng là chị em ngoài xã hội đến cùng Trần My. Cô này cho rằng nếu Trần My cảm thấy không phục những lời Trang Nemo nói thì không cần phải xin lỗi. Ngay lập tức, Trang Nemo cho rằng cô gái này không liên quan đến sự việc giữa hai người thì không nên lên tiếng và yêu cầu cô gái kia ra khỏi cửa hàng. Sau đó, Trang Nemo đã tháo khẩu trang để nhìn mặt Khanh, dẫn đến lời qua tiếng lại giữa đôi bên và sau đó là trận ẩu đả. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Cơ quan chức năng đã vào cuộc sau khi chị Khanh bị thương tích 3%. Đáng nói, phía Trang Nemo được cho là không có động thái hối lỗi, xin lỗi bị hại, dẫn đến việc bị đâm đơn kiện tụng. Mặc dù thấy quan tòa đã đổ lệ, nhưng Trang Nemo vẫn chẳng thay đổi được điều gì, cô phải trả một cái giá khá đắt. Suy cho cùng, phạm sai lầm thì phải trả giá là điều dễ hiểu đúng không nào? Miss Universe Việt Nam 2024, kỳ duyên lại mất điểm, đường đến vinh quang sao xa quá. Tái xuất cuộc thi nhan sắc sau 10 năm, kỳ duyên đã nhận về nhiều sự chú ý. Thế nhưng, sao cô ấy lạ lắm, là khi gây tranh cãi qua từng vòng thi, là lúc chưa thể phô diễn tài năng đang nắm giữ. Cứ thế này thì làm sao chạm tay đến vương miện Kỳ Duyên ơi. Kỳ Duyên ngay khi xác nhận tham gia đường đua Miss Universe Việt Nam 2024 đã trở thành ứng viên ngàn máu. Tất nhiên, khán giả đã đặt nhiều kỳ vọng vào cô ấy, nhưng chỉ đến khi Kỳ Duyên chính thức bước vào cuộc thi. Sau loạt tranh cãi vì phong độ bấp bênh trong tập 3 Miss Universe Việt Nam, Kỳ Duyên tuyên bố đã lấy lại phong độ, nhưng kết quả sao lạ quá. Theo đó, ở thử thách mới nhất, mọi ứng viên sẽ mang một món đồ và kể câu chuyện liên quan đến thứ mà mình chuẩn bị. Thì Kỳ Duyên cho biết muốn tặng một giỏ hoa ly trắng và sen cho người hâm mộ, những người đã ủng hộ cô suốt 10 năm qua. Hoa hậu Việt Nam chia sẻ rằng hoa ly có ý nghĩa về lòng biết ơn, còn hoa sen trắng như một lời gợi nhắc về giấc mơ mang hình ảnh người con gái Việt đến với đấu trường nhan sắc quốc tế. Kỳ Duyên chốt lại bằng lời nhắn nhủ: tôi muốn gửi gắm đến mọi người rằng
Kỳ Duyên đã quay trở lại, mọi người yên tâm nhé. Xuyên suốt phần thuyết trình, Kỳ Duyên đã thể hiện sự tự tin, dõng dạc và khán giả cũng nhìn ra năng lượng tích cực từ cô ấy. Nhưng nhận xét của ban giám khảo lại đi ngược với điều đó. Hả? Nếu Antonia Purcell, Á hậu 1 Miss Universe Việt Nam 2023, cảm thấy rất hào hứng và được truyền lửa từ câu chuyện Thu Hà đã đăng ký hiến tạng, thì cô ấy lại nhận xét Kỳ Duyên có phần lạnh lùng, ít cười và chưa mang được năng lượng thoải mái tích cực đến người nghe. Cụ thể, với vai trò giám khảo khách mời, Antonia Purcell có chia sẻ như sau. Nếu như tôi hiểu là món quà này bạn dành tặng cho fan đúng không? Tôi cảm thấy rằng khi bạn nói chuyện với fan hoặc bất kỳ ai nói chuyện với fan của họ thì họ phải mang lại năng lượng của niềm vui. Bởi vì các bạn fan đã cho bạn tình yêu, hạnh phúc và sự ủng hộ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy năng lượng mà bạn truyền tải khiến tôi không thực sự cảm nhận được cảm xúc. Tôi thấy bạn chỉ nói đúng những gì cần nói chứ không cảm nhận được tình yêu, sự hạnh phúc đặt trong đó. Tôi muốn bạn cải thiện hơn một chút, hãy cười nhiều hơn, hãy thể hiện sự vui vẻ và hào hứng. Tôi biết bạn rất yêu họ, nhưng tôi cũng muốn họ cảm nhận được điều đó khi bạn nhìn vào máy quay và nói cảm ơn họ. Tiếp tục là Kỳ Duyên, chăm chú lắng nghe góp ý từ ban giám khảo. Song, cô vẫn giữ vẻ mặt có phần gượng gạo. Đến mức mà Hoa hậu Hương Giang phải ra mặt bênh vực khi nói rằng từng làm việc với Kỳ Duyên nhiều năm trước và biết cô là người không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng vốn dĩ, Kỳ Duyên sống rất tình cảm và tử tế. Hương Giang mong Kỳ Duyên thả lỏng và ghi nhận những nhận xét của Antonia Purcell để mọi người có thể hiểu cô nhiều hơn. Về phía Dược sĩ Tiến, anh ghi nhận sự cố gắng vượt ra khỏi những áp lực của Kỳ Duyên qua từng tập của chương trình. Siêu mẫu Thanh Hằng cũng nhắc nhở Kỳ Duyên nên tin vào bản thân mình và tin vào những người trong chương trình Miss Universe Việt Nam để có tinh thần chiến đấu tốt hơn. Nhận được cả lời góp ý và lời động viên, Kỳ Duyên đã có những phản hồi như sau. Tôi cũng muốn chia sẻ một chút để mọi người hiểu tôi hơn. Trước giờ tôi thường tự làm mọi thứ một mình. Khi tôi đến cuộc thi này, có thể nhiều người nghĩ đằng sau Kỳ Duyên sẽ có một ekip hỗ trợ, nhưng mọi thứ stress, lo lắng, những suy nghĩ trong đầu, tôi luôn phải tự đối diện và giải quyết. Đôi khi, tôi đã quen với việc đó quá lâu rồi, nên tôi đang cố gắng từng ngày để thay đổi việc đó. Kết quả tôi không biết thế nào, nhưng sau cuộc thi này sẽ có một Kỳ Duyên hoàn toàn khác so với trước đây. Hy vọng rằng, của Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ nói được, làm được để không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Top 5 phim thanh xuân vườn trường được yêu thích, Trịnh Sản bị phong sát vẫn bất bại. Chủ đề thanh xuân vườn trường từ lâu đã được nhà sản xuất phim Hoa ngữ khai thác và đầu tư khủng, vì vậy giá trị, nhiệt lượng của chủ đề này luôn lọt top cao. Từ đó, hàng loạt ngôi sao được phong nam thần, nữ thần thanh xuân. Vậy ai là người ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng? Nhắc đến tượng đài của dòng phim thanh xuân vườn trường, không thể bỏ qua Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Đây là bộ phim đánh dấu màn hợp tác thành công của Dương Dương và Trịnh Sản. Ở đó, Tiêu Nại, chàng soái ca hoàn hảo như bước ra từ truyện tranh, trong một lần vô tình đến quán trò chơi đã gặp Bối Phi Phi, nữ thần cực bá đạo trong Thiện Nữ U Hồn. Ngay từ lần đầu tiên, Tiêu Nại đã ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn cùng những ngón tay điêu luyện trên bàn phím của Phi Phi. Khởi nguồn là khi Tiêu Nại giúp đỡ Phi Phi lúc cô bị chân thủy vô hương đá, thì hai người chính thức quen nhau. Mối tình của cả hai bắt đầu khi họ kết hôn trong trò chơi và hẹn gặp mặt nhau ở ngoài đời. Khung cảnh nơi hai người gặp nhau cạnh bờ sông đẹp như tranh tạo nên một dấu ấn đậm nét trong lòng người xem. Mối tình thời đại học của hai người diễn ra vô cùng nhẹ nhàng và êm đềm. Đến lúc trưởng thành, khởi nghiệp với công ty game Trí Nhất, hai người luôn đồng hành cùng nhau vượt qua những khó khăn chung của người trẻ trong bước đầu phát triển sự nghiệp. Bên cạnh chuyện tình ngọt ngào của đại thần Tiêu Nại và Bối Phi Phi, thì bộ phim còn được đông đảo khán giả yêu thích bởi sự tấu hề của nhóm bạn từ cùng phòng ký túc xá đến đồng hành cùng nhau tạo dựng cơ đồ. Cũng vì sự dễ thương, tự nhiên trong phim mà Trịnh Sản được phong làm nữ thần thanh xuân thời điểm đó và mãi về sau, dù nhiều phim thanh xuân vườn trường ra đời, vẫn chưa có ai vượt mặt được cô ấy. Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa là dự án phim hợp tác đầu tay của Trương Tịnh Nghi và Trần Phi Vũ vài năm trước. Hai ngôi sao 95 với ngoại hình đẹp đến phát sáng cùng diễn xuất tốt đã chinh phục khán giả khi hóa thân thành Lý Tuân và Chu Vận. Từ hai người không hợp nhau, cặp đôi dần bị thu hút bởi đối phương từ những điều nhỏ nhất rồi yêu lúc nào không hay. Hình tượng Lý Tuân và Chu Vận do Trương Tịnh Nghi và Trần Phi Vũ đóng được nhận xét là như xé sách bước ra vậy đó. Là bộ phim đưa Triệu Lộ Tư lên tầm cao mới, Vụn Trộn Không Thể Giấu đã góp mặt trong danh sách này một cách hợp tình, hợp lý. Trong phim, cô hợp tác cùng Trần Triết Viễn và tạo nên một câu chuyện tình yêu vô cùng ngọt ngào. Triệu Lộ Tư được nhận xét là có ngoại hình trong sáng, đáng yêu, rất hợp đóng vai học sinh. Hai ngôi sao chính X đã có màn kết hợp ăn ý, chinh phục khán giả khi hóa thân thành Tang Trị và Đoàn Gia Hứa. Thành công của Vụn Trộn Không Thể Giấu cũng giúp Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trở thành cặp đôi màn ảnh được khán giả yêu thích mùa hè 2023. Giống như Triệu Lộ Tư, Đàm Tùng Phận cũng ghi dấu ấn trong một dự án thanh xuân vườn trường có tên Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Trong dự án phim này, nàng nữ thần thanh xuân hợp tác cùng đàn em Lưu Hạo Nhiên. Ở tuổi 26, Đàm Tùng Phận vẫn vào vai học sinh cấp 3 cực ngọt với gương mặt tròn đáng yêu, đôi mắt long lanh.
Đứng cạnh đàn em kém 8 tuổi, cô nàng trông như chẳng hề có khoảng cách tuổi tác gì luôn nha. Cùng năm 2023, với vụn trộn không thể giấu, còn có Khi anh chạy về phía em, bộ phim kể về mối tình đầy ngọt ngào, lãng mạn của cặp đôi Trương Lục Nhượng, Chu Dực Nhiên và Tô Tại Tại, Trương Miểu Di đóng, khiến trái phim nhiều fan dòng phim này phải tan chảy. Trong năm bộ phim này, mấy ní thích phim nào nhất, nhanh tay thả một chiếc bình luận vào đây nha.